chó là bạn không phải đồ ăn. Chắc hẳn đây là câu khẩu hiệu mà ai cũng từng nghe qua. Ấy vậy mà ở Trung Quốc vẫn tồn tại một số trang trại nuôi chó lấy thịt. Vậy có sự thật đáng sợ nào phía trong các trang trại này và việc ăn thịt chó có nên được ủng hộ không? Hãy tiếp tục theo dõi để Mèo Ú giải đáp cho nhé. Nhưng trước tiên Mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là trả lời comment của một số bạn ở video trước. Đầu tiên bạn Hồng Thúy bình luận, em chúc chị ngày càng thon thả. Nói thật là lâu lắm rồi Mèo mới lại nhận được lời chúc nào thiết thực tế này. Chị cảm ơn em nhiều nha, đây chính xác là điều chị cần rồi. Tiếp theo bạn Hoàng Quân bình luận, chị ơi, chị làm video Q&A được không ạ? Ơ kìa, em vẫn có thể để lại câu hỏi dưới phần bình luận mà. Cứ cố gắng comment thật nhiều thì kiểu gì chị cũng sẽ phản hồi thôi. Bạn nào cũng muốn được trả lời bình luận trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp Mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Mở đầu video hôm nay, Mèo sẽ đưa các bạn đi tham quan một trang trại gà. Hàng ngày những người công nhân thu hoạch đến hàng nghìn quả trứng, chứng tỏ số lượng gà được nuôi đông tới mức nào. Sau khi gom đủ, trứng gà nhanh chóng được rửa sạch và sấy khô. Dĩ nhiên sẽ có những công nhân phụ trách giai đoạn kiểm tra trực quan, phải đảm bảo không có bất kỳ quả trứng nào gặp vấn đề. Các bước tiếp theo là khử trùng bằng tia cực tím và kiểm tra vỏ trứng. Khi trứng đã vượt qua tất cả các bước kiểm tra thì mới được xếp vào khay. Tại đây họ bảo quản trứng trong hộp nhựa. Trên mỗi hộp như vậy sẽ có dán nhãn mác đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ và hạn sử dụng. Ngoài trứng sống thì tại nhà máy này, người ta còn có khu vực chế biến món trứng nướng. Loại đá các bạn đang thấy đây là đá núi lửa. Chúng được đặt ở khay dưới cùng, phía trên là các khay trứng. Bật máy lên và chờ trong 24 giờ đồng hồ, tới khi lấy ra đã ngửi được mùi trứng rất thơm. Lúc này những người công nhân lại nhanh tay chuyển hết trứng ra ngoài và chuẩn bị cho lần nướng tiếp theo. Đối với trứng sống sau khi mua về, khách hàng có thể chế biến thành các món tùy ý. Phần lòng đỏ có màu vàng tươi, đem trộn cùng một số nguyên liệu như hành lá, cà rốt là có thể làm thành món trứng chiên siêu ngon hấp dẫn. Lưu ý khi chiên trứng nên để lửa vừa giúp trứng không bị khô. Nếu ai khéo tay có thể cuộn trứng lại cho đẹp mắt, còn không thì thôi, để cả miếng ăn cũng rất ngon. Món thứ hai được chế biến từ trứng là trứng ốp la. Những hôm lười nấu cơm chỉ cần một quả trứng như này ăn với nước tương thì cũng hết hai bát các bạn ạ. Ai chưa ăn thử bao giờ thì Mèo khuyến khích nên thử nha. Đơn giản mà độ ngon nó gọi là ối giời ơi luôn. Vậy là chuyến hành trình đầu tiên tại trang trại gà đã kết thúc. Tuy nhiên tại một trang trại nuôi chó lấy thịt ở Trung Quốc thì mọi chuyện không nhẹ nhàng như vậy. Tại đây một số người cho rằng thịt chó là thực phẩm giàu đạm, giàu dinh dưỡng. Do đó chăn nuôi chó để thịt luôn là lĩnh vực kinh doanh màu mỡ đầy tiềm năng và cơ hội làm giàu của không ít người. Số lượng chó chăn nuôi để lấy thịt trong một trang trại có khi lớn lên đến hàng nghìn con. Vì vậy, việc kiểm soát sức khỏe, tốc độ tăng trưởng của chúng là điều không dễ dàng. Nó đòi hỏi chủ trang trại khi áp dụng mô hình nuôi chó thịt phải có kinh nghiệm kỹ thuật và sự khoa học. Để nuôi một chú chó lớn lấy thịt sẽ lâu và tốn công hơn rất nhiều so với nuôi lợn hay gà. Vậy nên khi chăn nuôi chó lấy thịt, người ta không lo ế, không sợ thịt chó mất giá như gà hay lợn. Trái lại, chó sẽ nhanh chóng được các lò mổ chủ động tìm đến và đặt hàng từ khi chúng còn chưa xuất chuồng, với mức giá khá ổn định. Ấy thế mà vẫn có nhiều người nghĩ rằng nuôi chó thịt lãi không đáng kể, thậm chí còn lỗ nhiều. Nếu thực tế như vậy thì chắc chắn vấn đề nằm ở việc chưa có kỹ thuật chăn nuôi chó thịt. Dĩ nhiên ngành nghề nào cũng sẽ có những khó khăn thử thách nhất định. Huống chi là một công việc mang tính nhạy cảm như nuôi chó lấy thịt. Khó khăn đầu tiên phải kể tới là để áp dụng mô hình chăn nuôi chó thịt công nghiệp, chủ trang trại cần có một diện tích đủ lớn. Vì chó không như lợn gà, không nuôi chung chuồng được do chúng rất hay cắn nhau. Hơn nữa phân chó rất gây mùi rất khó chịu, phải vệ sinh thường xuyên. Nếu chó bị sổng chuồng ra thì phải nhanh chóng bắt chúng trở lại vì chúng có thể gây nguy hiểm cho người khác. Một khó khăn khá lớn khi áp dụng mô hình nuôi chó thịt công nghiệp đó là chó chậm lớn hơn gà vịt lợn. Do đó thời gian xuất chuồng và thu hồi vốn cũng lâu hơn khi chăn nuôi các loại gia súc khác. Để nuôi có một cách khoa học chuyên nghiệp, chủ trang trại cần đầu tư trang thiết bị chuồng chó khá nhiều tốn kém. Tất cả mọi thứ đều phải đạt chuẩn hiện đại và sạch sẽ, chứ không thể xuề xòa được. Vấn đề cuối cùng là về định kiến. Ngày càng nhiều người Trung Quốc muốn chính quyền ra lệnh cấm thịt chó, bởi mối quan tâm ngày càng tăng về quyền động vật và lo ngại hình ảnh của đất nước bị ảnh hưởng trên trường quốc tế. Tuy nhiên, triển vọng thông qua dự luật này là không rõ ràng khi các hộ chăn nuôi, chủ nhà hàng phản đối quyết liệt. Dù hầu hết người Trung không còn ăn thịt chó nhưng kết quả các cuộc khảo sát cho thấy cứ 3 người thì có 1 người phản đối chính quyền đưa ra lệnh cấm. Vậy nên việc loại bỏ hoàn toàn thịt chó không chỉ khiến họ mất kế sinh nhai mà còn làm mất đi một món ăn tuyệt vời đã có từ bao đời. Thế nhưng chính một số chủ trang trại cũng tự nhận thấy rằng công việc sát sinh này không thể tồn tại mãi mãi. Họ không muốn kể với con cháu rằng mình đang điều hành một trang trại nuôi chó lấy thịt. Thậm chí trong các cuộc gặp gỡ bạn bè còn có người hỏi rằng: anh vẫn đang làm chủ trang trại chó đấy à? Tôi tưởng công việc ấy là bất hợp pháp rồi. Nói chung là về vấn đề có nên ăn thịt chó hay không, Mèo sẽ ở phe trung lập. Mặc dù chứng kiến những em chó đáng thương phải sống chồng chất lên nhau trong một môi trường hôi hám chờ ngày lên thớt, Mèo thực sự thấy thương.
Tuy nhiên, với những phân tích kể trên thì thịt chó cũng đem lại không ít lợi ích, vừa là thực phẩm giàu dinh dưỡng, vừa đem lại doanh thu cao cho người nuôi. Vậy nên các bạn có ý kiến thế nào về công việc này thì nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho Mèo biết với nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tới với điểm dừng chân tiếp theo. Đây là một xưởng kim loại có tuổi đời gần 100 năm, chứng tỏ những thợ làm ở đây đều là cha truyền con nối. Muốn biết họ sẽ cho chúng ta xem sản phẩm gì thì hãy tiếp tục theo dõi để Mèo Ú giải đáp cho nhé. Chỉ thấy đầu tiên, một khối phôi đồng đã được đem đi nung chảy. Trong suốt quá trình làm việc phải đảm bảo lò nung luôn duy trì ở 1000 độ C. Tiếp theo anh thợ nhanh tay lấy ra mấy chiếc khuôn kim loại. Nhìn hình dáng này có bạn nào đoán được sản phẩm ra lò sẽ là gì chưa? Nếu chưa thì để Mèo bật mí luôn cho nha. Đó chính là những chiếc bát đồng tròn trịa cứng cáp. Để bước đổ khuôn được dễ dàng hơn, người thợ dùng cát cố định chiếc khuôn trước đó lại. Nói chung là mấy công việc thủ công như này không quá nặng nhọc. Nó chủ yếu đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và khéo léo. Và dĩ nhiên, không nói chắc các bạn cũng biết, đồ làm bằng tay sẽ thường có giá thành cao hơn so với những sản phẩm sản xuất hàng loạt. Đã thế bát đồng lại còn là một món đồ có giá trị khá lớn. Chúng thường được mua về làm quà tặng hoặc đem trưng bày trong nhà. Còn đỗ nghèo khỉ như Mèo thì chắc chắn không có tiền để mua rồi. Nhưng nếu các bạn đang xem video muốn Mèo mua về review thì nhớ donate nhé. Mèo hứa sẽ nâng niu và trân trọng thật cẩn thận. Còn bây giờ quay lại với nội dung chính, anh thợ đang miệt mài nén cát thật chặt nhằm tạo ra một bộ khuôn hoàn chỉnh cho quá trình đúc bát. Tới khi mở ra có thể thấy khoảng trống rất sắc nét. Đây là nơi đồng nung chảy được đổ vào. Lúc này anh tranh thủ quay sang kiểm tra xem phôi đồng trước đó đã đạt tiêu chuẩn chưa. Đứng gần cái lò này nhiều nên bây giờ chẳng thấy tay chân anh còn tí lông nào, vì nó cháy sạch rồi còn đâu. Công việc đúc kim loại này chưa bao giờ là dễ dàng cả. Thậm chí làm trong những ngày đông giá rét mà anh vẫn thấy nóng chảy mỡ vì nhiệt quá cao. Còn vào mùa hè thì thôi không cần nói cũng biết nó kinh khủng tới mức nào. Các bạn thử tưởng tượng cả ngày dài phải đứng cạnh cái lò lúc nào cũng ở 1200 độ C. Nghĩ thôi Mèo cũng thấy khó thở rồi. Tiếp theo khi cát cũng đã được nung để trở nên cứng cáp và chắc chắn hơn, anh thợ nhanh tay đổ hết chỗ đồng đã nung được vào khuôn. Vì chúng rất nhanh cứng lại nên làm bước này luôn phải ưu tiên tốc độ, nhưng cũng không được nhanh ẩu đoảng tránh làm bản thân bị thương. Thế là rất nhanh chóng hai chiếc bát đồng đã được ra lò. Lúc này anh phải đổ lại chỗ cát vừa rồi vào đống để dùng cho lần sau. Cứ như này thì cả tháng anh mới phải thay cát một lần. Hiện tại hai chiếc bát của chúng ta còn đang khá nguyên bản. Phải trải qua 7749 bước trau chuốt nữa thì mới đem bán được. Đầu tiên là sử dụng máy mài và loại bỏ những phần nham nhở ở miệng bát. Công nhận mài xương xương cái thôi mà trông các đường nét đã mềm mại và tinh tế hơn nhiều. Tiếp đó tất cả chúng được đem đi xử lý nhiệt. Người thợ cho biết bước này giúp bát không gặp tình trạng hỏng hóc hay sứt mẻ. Cho vào lò nung khoảng 10 phút là đã có thể lấy ra. Trong lúc nhiệt vẫn còn đang cao thì thả bát vào nước lạnh để giảm nhiệt đột ngột. Tất cả những bước mà anh thợ thực hiện hôm nay đều là được cha ông truyền lại. Suốt hơn 100 năm nay, quy trình sản xuất bát đồng vẫn như thế. Thành phẩm ra lò luôn là những chiếc bát đẹp mắt, bền bỉ và chất lượng nhất. Ở bước kế tiếp, bát được đặt vào một khuôn gỗ và mài đi phần muội than bên ngoài. Dần lộ ra là một màu bạc sáng bóng. Ở giai đoạn này, kiểm soát lực là một việc rất quan trọng. Phải cân chỉnh một lực vừa phải để mài đi độ dày đúng như mong muốn. Vậy nên nó sẽ thường được giao cho những thợ lành nghề và dày dặn kinh nghiệm nhất. Chưa dừng lại ở đó, anh thợ sử dụng thêm sơ mướp để đánh bóng và làm nhẵn phần mặt trong của bát. Cuối cùng để sản phẩm đạt độ hoàn hảo và chỉn chu nhất có thể, anh nhanh tay pha một hỗn hợp sơn có màu đen sẫm, cẩn thận quét sơn lên toàn bộ mặt ngoài của bát. Tự nhiên sơn xong trông nó lắc sơ di hơn hẳn. Để màu sơn bám lâu hơn, quy trình này phải lặp lại khoảng 5 lần. Cứ phủ sơn xong thì lại để cho bát khô rồi sơn đè lên lớp tiếp theo. Vậy là những sản phẩm đầu tiên của hôm nay đã hoàn thành. Các bạn thấy sao về những chiếc bát đồng này và có muốn sở hữu một bộ về trang trí trong nhà không? Nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho Mèo biết với nhé. Cuối cùng tất cả bát được đem đi đóng gói thật cẩn thận để tránh rơi vỡ. Còn trong lúc đó chúng ta sẽ cùng chuyển sang tìm hiểu một quy trình mới. Đã bạn nào từng nghe về sợi thùa sai sổ chưa? Đối với Mèo thì đây là lần đầu tiên. Vậy nên Mèo đã phải nhanh chóng đi hỏi ngay chị Google và được biết. Sisal là một loại sợi thô được sản xuất từ lá cây sisal. Loài cây này thường được trồng ở các khu vực khô hạn của châu Phi và Mỹ Latin. Sở dĩ người ta lựa chọn cây sisal để làm thành sợi vì nó có chứa các sợi cellulose tổng hợp. Cụ thể các sợi này chứa khoảng 70% cellulose, 12% hemicellulose và 10% lignin. Ngoài ra, chúng còn chứa các thành phần khác như axit hữu cơ, protein, đường, chất khoáng và nước. Thành phần cellulose là thành phần quan trọng nhất trong sợi sisal, đóng vai trò chính trong việc cung cấp độ bền và độ cứng cho sợi sisal. Các loại chất khác cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra độ dẻo dai và tính linh hoạt của sợi sisal. Sau bước thu hoạch là tới đoạn đem về tách sợi rửa sạch và phơi khô. Sợi sisal thường sẽ có màu trắng đến nâu và có độ dài từ khoảng 1 đến 2 mét. Sợi này có độ bền cao, độ chịu lực tốt và ít bị biến dạng khi tiếp xúc với nước. Nó được sử dụng rộng rãi trong sản xuất các sản phẩm như dây thừng, chiếu lưới, tấm lót và thậm chí là thảm trải sàn.
sợi sisal cũng được sử dụng trong sản xuất giấy, vải và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Ngoài ra, sisal còn được xem là một sản phẩm tái chế vì nó có thể được tái chế để tạo ra các sản phẩm mới sau khi sử dụng. Có thể các bạn chưa biết nhưng loại sợi này có rất nhiều ứng dụng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Một số vật dụng quen thuộc được làm từ sisal có thể kể tới là dây thừng và lưới. Ngoài ra còn có giấy, bao bì, sản xuất vải, sản phẩm chăm sóc cá nhân và sản phẩm nội thất. Chưa dừng lại ở đó, trong nền công nghiệp ô tô, sợi sisal cũng có thể làm thành tấm lót phía dưới thảm và tấm lót trần xe. Đối với cơ sở sản xuất mà chúng ta ghé thăm hôm nay, họ chủ yếu làm ra dây thừng. Những sợi sisal sẽ nhanh chóng di chuyển tới khu vực nhà máy. Tại đây có những dàn máy triệu đô đang chờ sẵn để tiến hành công việc. Đầu tiên họ cẩn thận luồn hết các sợi sisal vào một đầu máy. Nhiệm vụ còn lại là xoắn thật chặt chúng lại với nhau. Cứ như vậy là những sợi dây thừng sisal chất lượng cao ra đời. Trong suốt quá trình máy móc hoạt động sẽ có sự giám sát của các chuyên gia. Trách nhiệm của họ là quan sát và đánh giá chất lượng dây thừng trước khi tung ra thị trường tiêu thụ. Không ngờ quy trình sản xuất dây thừng lại kỳ công và mất thời gian như này các bạn nhỉ. Thế mà trước giờ mèo cứ nghĩ nó đơn giản lắm. Nhân tiện đây thì mèo cũng muốn chia sẻ thêm cho mọi người cách chọn mua được loại sợi sisal đảm bảo và chất lượng nhất, tránh gặp phải tình trạng mua hàng giả hàng kém chất lượng. Lưu ý đầu tiên là phải kiểm tra chất lượng. Sisal có nhiều cấp độ chất lượng khác nhau. Vì vậy, hãy chọn loại sợi sisal có độ dày và độ bền tốt để đảm bảo sản phẩm của bạn sẽ không bị rách hay bị hư hỏng quá nhanh. Sau đó xem xét độ dài của sợi. Sợi dài hơn sẽ dễ dàng hơn để thắt nút và xoắn lại thành các hình dạng khác nhau. Tiếp theo, chọn màu sắc phù hợp. Sisal có nhiều màu sắc khác nhau, từ trắng đến màu nâu đỏ. Hãy chọn màu sắc phù hợp với sản phẩm của bạn hoặc với phong cách trang trí của bạn. Cuối cùng là theo dõi giá cả. Giá cả của sợi sisal có thể khác nhau tùy thuộc vào chất lượng và độ dài của sợi. Hãy kiểm tra giá cả từ nhiều nhà cung cấp để có thể mua được sản phẩm sisal với giá tốt nhất. Các bạn có cảm nhận gì về sản phẩm dây thừng sisal ngày hôm nay thì nhớ cho mèo biết ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.